Ngày 26 tháng 3, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5 gồm Trung úy Trương Quang Sơn, Vũ Anh Tuấn và Thiếu úy Tạ Quang Dũng phát hiện một chiếc ví rơi trên đường. Sau khi kiểm tra trong ví có chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, giấy phép lái xe, đăng ký xe máy, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Long Biên xác định chủ nhân chiếc ví là anh Vũ Duy Dự, sinh năm 1990 ở Ninh Giang, Hải Dương. Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ và thông báo đến anh Dự Hai tiếng sau khi liên hệ, anh Dự đã có mặt tại công an phường Long Biên để nhận lại chiếc ví và gửi lời cảm ơn đội cảnh sát giao thông số 5 thành phố Hà Nội.